Được. Nhưng dạo này gia đình tôi có chuyện, tôi trả lời trễ một chút đi có được không? Được rồi, cảm ơn anh. Tạm biệt. Ai gọi tới chị? Dạ, có một đạo diễn nói sắp quay một bộ phim mời con làm chỉ đạo nghệ thuật. À, là công ty nào? Con cũng không biết nữa, là công ty mới. Tại sao con không làm thử? Dù gì con nhà đồng nghiệp cũ tìm giúp cũng không có tâm hơi gì. Đạo diễn này con chưa từng hợp tác, con phải suy nghĩ. Còn phải suy nghĩ gì nữa? Con cứ làm thử đi. Má à, má yên tâm đi, con biết tính toán mà. Ý, sao con dậy sớm vậy? Có đói bụng không? Không đói hả? À? Không đói thì dì sẽ tập cho con những câu hỏi cho cuộc phỏng vấn ngày mai nha. Nếu không phải cô giáo hỏi con không biết trả lời thì xấu hổ lắm đó. Con không chịu, con muốn coi tivi. Lại coi tivi nữa. Tới bây giờ Saki nó vẫn không chịu đi học. Sợ ngày mai phỏng vấn không biết người ta có chịu nhận nó không. Nè, lát nữa con mạnh dạn trả lời cô giáo nha, đừng có mắc cỡ có biết không. Sao con không đi? Sao hả? Phải tới chuyện có ngon không con? Dạ ngon. Lát nữa con trả lời cho thật tốt nha. Chúng ta đi có được không? Con muốn ăn khoai tây chiên. Bây giờ chúng ta phỏng vấn rồi, phỏng vấn xong ăn gì cũng được hết. Con không chịu, con muốn ăn khoai tây chiên. Đừng có nhõng nhẽo nữa. Quạp quạp quạp. Jackie, nếu con ngoan ngoãn á, lát nữa con muốn ăn cái gì cũng được hết á. Ý khoan đã, nếu phỏng vấn xong cô giáo cũng khen con ngoan á, thì chú mới đưa con ếch này cho con, chưa không? Dạ. Ok, chú ta móc méo ngoan lắm. Em tưởng anh không đến. Không đến thì sao được, Jackie phỏng vấn là chuyện quan trọng mà. Chà, tới giờ rồi, chúng ta đi. Đi, đi, hai, ba. Hey, Jackie, có hamburger nè, khoai tây chiên nè, con thích ăn nè. Chứ thấy hồi nãy con rất giỏi, cô giáo hỏi gì cũng trả lời được hết á. Tất nhiên rồi, con lớn rồi mà. Giỏi lắm. Anh nghĩ là trường tiểu học này nhất định sẽ nhận nó, em yên tâm đi. Đó cũng nhờ anh dỗ dành nó thôi. Jackie, con đi đâu vậy? Con đi rửa tay. Chú dẫn con đi nha. Con đã nói là lớn rồi, con đi rửa một mình. Nhìn anh thương nó như vậy, không phải là ba nó cũng không ai tin. Sự thật Jackie là con của anh mà. Thật ra anh muốn Jackie gọi anh tiếng ba lắm, nhưng mà chưa phải lúc đâu. Cứ để nó gọi anh là chú đi. Anh yên tâm đi, nhất định có cơ hội. Cũng mong là vậy. Alo. Phải, tôi đây. Để tôi hẹn anh sau nha đạo diễn. Dạ được, ok bye bye. Sao? Có người mời em hợp tác hả? Phải đó, đạo diễn này em cũng không quen lắm, khi không lại mời em hợp tác. Thì cứ đến đó coi ảnh nói cái gì. Sao lại mời đến khách sạn nói chuyện vậy? Đạo diễn này có đáng tin cậy không? John đã từng đoạt rất nhiều giải. Trong nghề, ảnh có uy tín rất tốt, em nghĩ chắc không sao. Có cần anh đưa em lên trển không? Vậy không tốt lắm đâu. Không phải hả? Vậy em lên phòng số mấy nói chuyện? Số 804. Đưa điện thoại đây. Nè, anh đã nhập số máy của anh vô rồi. Nếu như lát nữa thật sự xui xẻo gặp phải chuyện gì thì em cứ việc bấm số điện thoại đó cho anh. Anh biết sẽ lập tức lên tìm em. Anh suy nghĩ chu đáo quá. Em lên trễ nha. Chúc em may mắn.
Trác Lâm, mời ngồi. Dạ được. Uống trà đi. Dạ cảm ơn. Thôi, mời được cô thiệt tốt. Vì bộ phim mới còn không chuẩn bị thì sẽ không kịp. Anh đừng để tâm. Về mặt nghệ thuật trước giờ anh hợp tác với Jem, tôi chưa từng hợp tác với anh. Sao anh lại chọn tôi làm việc này? Thật ra thì tôi có xem qua bộ phim Rừng Rậm Muôn Màu của cô rồi. Phần nghệ thuật làm rất tốt, rất là đặc sắc. Hơn nữa ông chủ của chúng tôi nhất quyết đề cử cô. Tôi tính mời cô để coi anh sao. Ông chủ? Vậy ông chủ bộ phim mới này lại? Mới nhắc cái tới liền. Ông Tưởng. Sao? Trác Lâm, tới rồi hả? Gọi đi. Ông Tưởng chính là ông chủ của chúng ta. Trác Lâm. Alo. Alo. Trác Lâm. Trác Lâm. Chết rồi, có chuyện thật rồi. Alo. Trác Lâm à. Alo. Mấy anh cho rằng tôi là người thích hợp vào bộ phim này. Tuy rằng tôi chưa từng hợp tác với cô, nhưng mà phong cách làm việc của tôi thế nào tôi nghĩ cô cũng hiểu rất rõ. Alo. Có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Alo. Anh à, có chuyện gì vậy? Tôi đi tìm người. Phòng số mấy vậy? Phòng 804. Vậy thì anh đăng ký trước đi. Không kịp đâu mà, làm ơn tránh ra giùm đi. Anh ơi. Gì? Nè. Anh có sao không vậy? Ken, mở cửa có chuyện gì? Trác Lâm. Anh Lương, xin lỗi. Nè, em không sao chứ? Em đâu có gì đâu. Không sao. Em gọi điện cho anh mà. Xin lỗi, hồi nãy em vô tình đè lên điện thoại làm tay anh bị trầy. Ơi, chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao đâu. Quan trọng là em không có gì. Hồi nãy anh muốn phát điên lên, anh rất sợ em gặp chuyện gì. Em là dì của Jackie mà. Bây giờ Jackie không có nhiều người thân, anh lo cho em là chuyện bình thường thôi. Hồi nãy em bàn bạc sao rồi? Anh cũng biết quan hệ của Roger và chị em rồi. Thật lòng em không biết có nên nhận bộ phim này hay không. Nếu phải nhờ quan hệ mới có việc làm thì em không muốn. Em suy nghĩ như vậy là sai rồi. Đương nhiên là phải nhận. Tại sao lại không nhận? Anh biết em có tài năng, nhưng mà cũng phải nhờ cơ hội mới thể hiện mình được chứ. Không có dịp để thể hiện mình thì ai mà biết em có tài, đúng không? Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Nhận bộ phim này làm đi. Nói cho người ta biết em không phải là nhờ quan hệ mà là nhờ bản thân mình. Được rồi, em sẽ nghe lời anh nhận bộ phim này. Như vậy mà có tương lai. Cảm ơn anh. Khách sáo quá. Em lên nhà nha. Bye bye. Bye bye. Gì vậy? Bỏ quên đồ hả? Không phải, tay anh bị trầy, đừng có nhúng nước nha. Bye bye. Bye bye. Đới Thiếu Lương. Đợi một chút. Ở dưới nhà má gặp con. Má tính gọi con thì cửa thang máy đóng lại. Sao con về trễ vậy? Roger nói con về lâu lắm rồi mà. Má lại đi gặp anh ta phải không? Má đã nói gì với ảnh? Không phải, tình cờ hồi nãy má gọi điện thoại cho nó thôi. Má à, má chưa hỏi ý con. Sao má có thể tự đi xin người ta cho con làm chỉ đạo nghệ thuật? Má cũng biết là con không thích, nhưng má cũng chỉ vì con thôi. Thời buổi bây giờ hiếm có tập đoàn nào có thực lực hùng mạnh như Tường Long đầu tư vào điện ảnh. Con thì thích làm nghệ thuật, con đến công ty nó làm là thích hợp nhất. Chị con theo nó đã nhiều năm, nói sao cũng là người trong nhà. Hôm đó tình cờ nói chuyện với nó, sẵn tiện má nói luôn. Tóm lại má làm ơn đi, sau này chuyện của con để con tự lo, má đừng lo. Má không biết con nghĩ sao nữa. Trong điện thoại nó nói với má, đến giờ con vẫn chưa nhận lời hợp tác với nó. Đây là cơ hội hiếm có, sao con lại bỏ lỡ chứ? Tại sao vậy? Con mới gọi điện cho ảnh, con nhận lời rồi. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Má còn sợ thằng Đới Thiếu Lương đó sẽ làm hỏng việc hết chứ. Không biết nó giở trò gì, sau khi không lại chạy đến khách sạn vậy chứ. Roger nói với má nữa hả? Dạo này con hay đi với nó lắm hả? Tại Jackie thích gặp ảnh.
Con đi phỏng vấn nó cũng đi theo. Tiệm nó gặp khó khăn con lập tức bỏ tiền ra giúp nó. Có phải con và nó... Không có đâu, má đừng có suy đoán lung tung. Không có. Cho dù con không có thì nó cũng có ý. Có ý gì? Thì yêu con đó. Hồi nãy ở dưới đường má nhìn thấy nó đưa con về. Thôi con nói đưa đâu con vô phòng đi. Nè nè nè. Nè thư ký. Con anh Lương không dẫn mới vậy hả? Sao? Xong hết rồi. Người trước tôi thì vô tới nửa tiếng, còn tôi chỉ vô có 5 phút là kêu tôi về chờ thông báo anh nói có được hay không. Ờ vậy tốt rồi. Nhanh vậy phỏng vấn lâu chưa chắc là tốt đâu. Anh nói hay quá. Ơi, tôi lường trước rồi. Đã mấy chục tuổi rồi, chưa từng đi làm, cũng chưa từng đi phỏng vấn. Phải nói là đi phỏng vấn còn chưa biết. Nếu anh là ông chủ, anh cũng không mướn tôi. Đi đâu có được anh Lương. Không ấy vậy đi, tôi trả cái sạp cho anh. Đừng có nói chuyện này nữa có được không? Tôi sửa máy đâu có giỏi bằng anh. Anh trả sạp cho tôi cũng vô ích thôi, đúng không? Không lẽ thấy anh em vậy tôi cũng không giúp anh sao? Đã. Anh có coi tôi là anh em không? Nếu là anh em á thì đừng có nói nữa hả? Gác lại công việc đi rồi đi uống trà. Nè, không được đâu. Lát nữa khách đến lấy máy đó. Thằng ơi. Ủa, chú Căn. Cũng may cậu còn ở đây. Tôi tưởng cậu ra ngoài sửa máy rồi. Làm gì thở hổn hển vậy? Trời ơi, nhanh thôi. Có hàng ngon. Công ty của bạn tôi mới dẹp tiệm. Ơi, công ty người bạn dẹp tiệm mà chú lại mượn vậy? Có phải là bạn hay không phải vậy? Chú kỳ quá. Không có phải, công ty ảnh dẹp tiệm có máy cũ không có lấy. Tôi mới kêu ảnh giữ giùm tôi. Cậu đó có ngon không? Nè, đi thôi. Bây giờ con đang đợi khách. Hả? Anh không rảnh nhưng mà con rảnh. Con đi với chú được không? Ờ được được. Rồi được, vậy được. Anh lên đi với chú đi. Anh Căn, toàn bộ số máy ở đây hết. Chú Căn. Chà chú Căn, nhiều máy quá, chúng ta làm sao khiêng hết? Chú không biết nhiều vậy. Giờ chỉ có hai chúng ta làm sao khiêng cho hết. Tiền thì con không có nhưng mà người thì rất nhiều. Coi chừng nha. Được rồi. Cảm ơn. Không có gì. Đi đi, cẩn thận má, coi chừng xương sống đó. Được rồi, không sao. Cái cuối cùng đó hả? Rồi, từ từ. Khiêng vô đây đi, đủ rồi chưa? Đủ rồi. Chưa bao giờ nhận nhiều máy cũ trong một lần. Ngoài sạp không có chỗ chứa luôn. Cũng may trên sân thượng này có chỗ để mà chứa được chứ. Nè chú Căn, lần này con cảm ơn chú đã giới thiệu mối làm ăn ngon. Nè, mỗi một món ở đây đều có thể lời 100 đồng. Tính hết thảy sẽ lời khoảng 2000 mấy lần đó nghe. Hả? Chỉ sang tay thôi mà có thể lời nhiều vậy sao? Vậy thì sướng thiệt. Chưa hết đâu má ơi. Quà tay của con là một cái đem ra ngoài bán, lời thêm gấp đôi cũng còn được đó. Chà, nếu là như vậy, buôn bán đồ cũ còn sướng hơn bán đồ mới nữa. Đúng là như vậy, cũng như đĩa hát cũ của tôi vậy. Có cái là đĩa sưu tầm đã hết phát hành, mấy ngàn đô cũng có người chịu mua. Này này, thật ra Hào Ký có thể chủ động đi thu mua máy cũ. Anh phụ trách đi thu mua, anh Nhân phụ trách sửa chữa và tân trang. Vậy có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Anh Lực, cách này có bộ được á. Cũng phải đó anh hai, dù gì bây giờ anh cũng đang thất nghiệp. Bây giờ thịnh hành cách phục vụ trọn gói mà, phải không? Phải đó cậu Lương. Phố Áp Liêu là địa bàn của cậu mà. Có gì lợi hơn là làm ở địa bàn của mình chứ. Phải đó anh hai, vụ này tính đi. Coi nhận lời làm đi. Để suy nghĩ là đã, để suy nghĩ là đã. Còn suy nghĩ cái gì nữa? Không sao đâu. Con không muốn làm thì thôi. Má hiểu mà. Dù sao con làm chủ cũng quen rồi. Bắt con làm người thu mua dĩ nhiên là không quen. Thì ra là anh sợ mất mặt. Thật không ngờ con người anh có tính quan niệm giai cấp dữ vậy. Nghề thu mua là nghề nghiệp đàng hoàng mà làm gì quê lắm sao? Tôi nói nghề thu mua không phải nghề đàng hoàng hồi nào. Phải, có điều mất mặt chứ gì. Vậy đi, rất đơn giản. Anh đừng có thu hàng ở phố Áp Liêu. Dù gì ở đây cũng có nhiều người thu mua rồi. Tìm chiếc xe của anh chạy xa một chút, tới khu chợ khác thu mua có lẽ tốt hơn. Phải hả? Con tới chỗ khác thu hàng thì khỏi sợ bị mất mặt nữa. Phải đó anh hai. Dù gì hôm nay em cũng rảnh, em phụ anh. Được. Ngựa chết thì xuống đi bộ. Thử coi sao. Thử coi sao, nhưng mà tìm đâu ra chiếc xe để mình chở hàng đi. Trời ơi, điều đó dễ thôi. Lấy chiếc xe đua có mui tự động của tôi đó, đi đổi chiếc xe van chở hàng. Chạy xe van càng tốt. Lên dốc thì mạnh, xuống dốc thì êm. Không cần phải chạy nhanh quá phải không má? Đó, ở đây có rất nhiều xe van, tùy mình lựa chọn. Cái gì vậy? Chết rồi, tại sao môi giới Trương Lễ đây? Anh quen không hả? Càng tốt, dễ trả giá. Trả giá cái gì? Xe của tôi là mua của ổng đó. Lúc mua xe tôi còn chơi cái này chơi cái nọ, quay ổng như dế. Thôi đi chỗ khác. Ê anh đây.
Ủa, mua vé trường đúng lúc vậy? Anh đấy lâu quá không gặp nha, anh tới coi xe hả? Chà, sao anh lại làm ở đây? Tôi hết là công ty cũ rồi, chỉ ở đây buôn bán xe cũ, tôi dẫn anh đi tham quan nha. Tôi biết, anh có yêu cầu về âm nhạc rất cao. Ngoài đổi xe, cả máy hát anh cũng đòi đổi cái tốt nhất. Đúng lúc lắm, ở chỗ tôi có loại xe, có máy hát cao cấp nè. Tôi dẫn anh đi tham quan nha, đi đi. Đi coi đi, đợi gì nữa. Xe đua đời mới cho anh chạy khắp cả nước thoải mái luôn. Không thích hả? Không sao, qua bên này đi. Xe sang trọng, điển hình cho thế kỷ 21 đó. Không sao đâu. À anh đấy à, đây là loại xe leo núi, có thể tượng trưng cho tính hào phóng buông thả của anh đó. Không thích hợp. À không sao, bên đó chúng tôi còn rất nhiều xe. Thưa ông Trương à, thật ra chúng tôi đối với mấy loại xe này không có hứng thú. Không biết hai anh muốn chọn loại xe nào? Chúng tôi muốn mua xe van cũ không sao, chạy ngon là được hả? Chạy ngon là được. Có, cũng có. Cảm ơn anh đấy, sau này có đổi xe nhớ tìm tôi nha. Nhất định, nhất định. Bye bye. Nhịn vậy thì nó cũng là chìa khóa thôi. Tốt quá rồi, xe nhỏ đổi xe lớn còn có tiền bỏ túi, muốn gì nữa. Phải rồi. Nghe thấy không? Động cơ còn tốt, tiếng rất êm. Vậy là tốt rồi. Lỗ tai vàng nhanh cũng sắp nhận được. Quan trọng là anh thích thôi. Tốt lắm, đúng không? Bắt đầu từ bây giờ, đới thiếu lương này phải tập trung tinh thần vào nghề thu mua của mình. Làm ăn. Làm ăn. Thu mua điện máy cũ giá cao đây. Nè, đem về tham khảo đi. Hư cũ cũng mua. Thu mua điện máy cũ đi. Thu mua điện máy cũ đi. Ủa, anh hai đâu rồi? Trời anh hai, anh ngồi xe làm gì, xuống phát phụ em đi anh. Vậy đó, một mình em phát cũng được rồi, đâu cần nhiều người phát. Anh phải ngồi đây coi chừng xe, nếu không phạt sao? Anh xuống xe coi chừng cũng được mà. Em nghĩ anh sợ gặp người quen thì có. Em không hiểu tại sao anh lại sợ gặp người quen. Đâu phải làm chuyện phạm pháp, làm gì anh sợ như vậy? Bây giờ anh ngồi đây coi xe là phạm pháp hay sao? Hãy mau phát đi, nói nhiều quá. Nè, hôm nay em chỉ làm công tác xã hội thôi. Đâu lý nào mình em phát, anh lại ngồi trên xe vậy? Có từng nghe làm công tác xã hội phải có đầu có đuôi không? Đi phát đi. Điện máy hư cũ đều mua hết đi. Thu mua máy cũ giá cao đi. Nè, đem về tham khảo đi. Thu mua máy cũ giá cao đó. Hả? Tivi này mua nhiêu tiền vậy? Cái này hả? Ý cái này cũng cũ quá à. Anh hai ơi, nhiêu? Cái này nhiêu? 100. Ờ, tôi bán. Ê, rốt cuộc đã mở hàng rồi, để ghi lại đi. Một cái tivi cũ giá 100. Ok, tốt lắm, đỡ hơn không có. Anh đố yêu bông dĩa, yêu bông dĩa, ta không nhìn thấy. Ê, anh ơi, trời, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! 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 Em có sao không? Anh chơi trò gì vậy anh? Tự nhiên lấy xe anh bỏ chạy không đợi em vậy? Hả? Trời ơi! Có cái gì đâu! Em còn trẻ, khi cái tivi chạy bộ một chút ra mồ hôi coi như vận động thôi mà. Tốt chứ có gì đâu hả? Không có gì hả? Anh thử khiêng cái tivi này luôn, cái tấm bảng chạy mấy con đường có gì không biết liền à. Muốn vận động đâu có cần tập cái kiểu này chứ anh hai. Em chơi kỳ vậy, lấy mạng em hả anh hai? Lấy mạng em hả? À, thôi xin lỗi đi, xin lỗi ha. Rồi anh phụ em. Ai, ê trời ơi, nhẹ heo. Nhẹ, trời anh khiêng luôn cái bảng thử coi. Ôi, trời ơi, cái bảng này nặng à, cái bảng là vết thương chí mạng, xin lỗi ha. Chắc không có đơn giản vậy. Không lý nào anh đột nhiên lái xe bỏ chạy bỏ mặt em. Anh tính làm gì vậy? Anh cũng đâu có muốn đâu. Anh nằm mơ cũng không ngờ đến tận đây mua hàng mà cũng gặp phải người quen nữa. Em có biết anh gặp ai không?
là anh Đô đó. Anh Đô này á là thằng cha thèo lẻo nhất phố Ấp Liêu. Nếu để anh nhìn thấy anh đến nỗi phải đứng ngoài đường làm thằng cha thu mua thì nhất định ngựa phố Ấp Liêu sẽ biết hết. Đến chừng đó lòng tự trọng của anh, sĩ diện của anh phải để ở đâu đây em nói đi. Anh làm em tức chết đi được anh hai à. Anh làm ơn bỏ cái tật đó đi. Chính anh đã nói ngựa chết phải xuống đi bộ mà. Có thật là lòng tự trọng của anh nó lớn đến vậy không? Anh mà còn vậy không ổn đâu anh. Được rồi, cho anh chút thời gian để làm quen đi. Không có thời gian đâu. Có người quen đi tới kìa anh ơi. Trời ơi, phải không á? Anh Lương. Hey, làm anh hết hồn á, thì ra là em. Sao anh lại sợ chứ? Em đã nói là sẽ đến thăm anh mà. Không phải anh sợ cô, mà sợ gặp người quen mất mặt á. Ai da? Trời ơi, phát quảng cáo thu mua máy cũ là chuyện làm ăn mà, sao lại mất mặt? Trời ơi, người đứng ngoài đường ở đâu phải là em. Đương nhiên là em nói hay rồi. Mặc kệ anh đi, tôi phụ anh. À. Nè, anh ơi, có bán máy cũ gọi số điện thoại này cho tôi nha. Hư cũ gì cũng mua hết. Anh nhìn kìa anh hai. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ mà cũng có thể vì anh xả thân ra đứng phát quảng cáo. Vậy mà anh còn đứng ở đây khoanh tay mà nhìn không làm gì, chỉ lo danh dự lòng tự trọng. Thu mua máy cũ chắc cao đi. Tôi nghe Thảo nha. Cô ơi, mua máy cũ chắc cao đi. Chúng tôi có thể đến tận nhà lấy đó. Thu mua máy cũ chắc cao đi, tham khảo nha. Thu mua máy cũ giá cao đem về tham khảo rồi gọi điện cho tôi nha. Bye bye. Thôi em phát rồi. Em cũng về hết trơn rồi. Cả tờ cuối cùng cũng phát luôn rồi. Nhưng phát nhiều giấy quảng cáo vậy mọi người cũng không có hưởng ứng gì. Ê chị ơi chị. Chị có tivi cũ phải không? Chúng tôi đến tận nhà thu mua đó. Ê đúng lúc quá. Tôi có tivi cũ không biết phải nhờ ai khiêng đi giùm đây. Ê vậy là đúng lúc quá. Trời, không ngờ cái tivi này còn mới quá ta. Phải đó. Nhưng mà em nghĩ chắc hư rồi. Trời ơi, bị hư cũng không sao. Sở trường của thần y là sửa tivi mà. Cứ để ông già đó trổ tài đi ha. À. Một, hai, ba. Ây da. Alo. Phải. Phải. Cái gì cũng thua hết á. À, bây giờ tôi đang ở gần đây thôi. Được, tôi sẽ tới đó liền. Vậy đợi tôi nghe. Nhớ đợi tôi nghe. Cảm ơn nhiều. Nè, kế bên đường có cái máy vi tính cũ kêu anh đến mua. Đấy, vậy tốt rồi. Alo. Dạ phải, đúng rồi. À phải, 10 phút sau chúng tôi sẽ đến. Được, cảm ơn. Được. Nè, bên kia đường có cái máy in bị hư, kêu chúng ta đến mua. Hả? Đó, với quảng cáo của chúng ta có tác dụng rồi. Cali. Thật không ngờ hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà mua được nhiều thứ đến vậy. Em nghĩ mấy anh phải in thêm giấy quảng cáo đó. Hôm nay đâu có đủ phát. Cũng may hôm nay gặp cô đó chắc lắm. Nếu không á, anh hai tôi sẽ trốn ở trong xe van từ sáng đến tối luôn. Trời ơi, có phải nhà biên kịch nào cũng giống như em dài dòng lôi thôi không? Trời đất ơi, em mà dài dòng lôi thôi hả? Ý, thì ra anh là nhà biên kịch hả? Truyền hình hay là điện ảnh? Trước giờ tôi làm điện ảnh. Thì đã chúng ta đều cùng nghề. Gần đây đang làm gì? Gần đây chắc không có gì làm. Nếu không rồi đâu có rảnh phụ anh hai vậy đâu. Tôi mới gia nhập vào bộ phận điện ảnh của tập đoàn Tường Long. Năm tới đây họ sẽ quay 80 bộ phim điện ảnh. Hay là anh đến đó làm thử đi. Có thật không? Anh có cốt truyện nào hay? Tôi có cốt truyện. Có một kịch bản tôi viết lâu rồi. Cốt truyện này tôi rất là thích. Nhưng mà tới giờ chưa tìm được ông chủ nào đầu tư để quay. Hay là gì đi, anh đưa cho tôi để tôi đưa cho ông chủ coi sao. Vậy cảm ơn cô trước nghe. Trời ơi, không biết có giúp được anh không. Được rồi, ông chủ đó chịu có kịch bản của tôi là tôi cũng mừng lắm rồi. Em cứ nói chuyện người ta hoài. Còn em thì sao đây, phim của em khi nào quay? Bây giờ còn đang chuẩn bị. Nếu mọi việc thuận lợi, em nghĩ có lẽ cuối tháng này có thể bắt đầu quay. Vậy anh chúc cho em mọi việc thuận lợi, mau chóng khai máy. Chúc em có ông chủ đầu tư cho em viết kịch bản luôn. Vậy tốt quá. Anh làm ăn ngày càng lớn. Rồi, đi. Rồi. Anh John à, kịch bản này là bạn có tôi viết. Tôi sẽ dành thời gian coi. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, bây giờ nói bộ vô gián điệp của chúng ta nha. Bây giờ mặt chế tác và diễn viên đã sẵn sàng hết rồi, rất thuận lợi, không có vấn đề. Nè, tốt nhất cuối tháng này chúng ta có thể mở máy. Nhưng mà điều rắc rối nhất bây giờ là chúng ta đang thu thập tài liệu về những con bướm. Bởi vì ở đoạn cuối tôi hy vọng là cảnh phim đó sẽ có rất nhiều bướm. Cả bầu trời đều là bướm, rất nhiều loại bướm cứ bay lượn ở trên không. Mấy thứ đó vẽ lên có được không? Bây giờ vi tính cũng có thể vẽ được. Tôi nghĩ làm gì không hay lắm đâu. Bởi vì chủ đề bộ phim là về bướm. Nếu muốn đạt hiệu quả tốt thì phải dùng loại bướm thiệt thì hay hơn. Cái là thật và cái là vẽ hiệu quả kém nhau xa. Phải đó. Nhất là con bướm có hoa văn nói trong truyền thuyết của bộ phim. Rất nhiều phim có nó. Bây giờ tôi còn đang thu thập tài liệu, cần phải có nhiều thời gian.
Alo. Hả? Tôi sẽ đến liền. Hai người cứ bàn bạc, tôi có chuyện. Ok. Ngọc, anh làm gì mà giờ này mới tới vậy? Bị kẹt xe mà. Bộ anh muốn tới trễ sao? Không sao rồi. Hồi nãy ông cứ thở hổn hển, bác sĩ nói là rất nguy hiểm, nhưng mà không hiểu tại sao ông lại qua khỏi, làm tức muốn chết. Ông vừa bệnh tim vừa bị huyết áp cao, trước sau gì cũng chết. Đi mau. Ba, yên tâm đi ba, bác sĩ nói ba không sao. Phải đó, ông phải nghe lời bác sĩ, đừng nóng tánh quá, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Phải đó, chuyện của công ty để con lo được rồi ba, yên tâm đi. Má, ba nhất định sẽ không sao đâu, má đừng lo nha, má ngồi nghỉ đi. Có nhớ má dạy các con sao không? Ông nội ơi, ông nội nghỉ ngơi nhiều cho khỏe nha. Thế nên nội chỉ cần ở nhà đợi ông về, đến lúc đó ông dạy thì con đánh cờ. Con biết chơi cờ thú sao? Ba. Ba. Má. Má. Anh ba. Hai. Má. Sao hai con đến trễ vậy? Ở công ty có nhiều chuyện nhất thời không đi được. Có gì quan trọng hơn ba của con chứ? Má, gần đây anh hai đầu tư vào điện ảnh, hình như bộ phim sắp khai máy cho nên cũng quan trọng lắm. Ba, ba thấy sao? Ba khỏe không? Rảnh rỗi hãy học hỏi em con, cố gắng làm việc, đừng có làm ba thất vọng thì ba sẽ không có sao. Ba, con biết trước đây con ăn chơi nhiều, nhưng bây giờ con rất tử tế. Ba yên tâm đi, con sẽ làm tốt việc công ty mà. Con làm gì cũng là những chuyện không đâu. Không có đâu, lần này con sẽ giúp công ty mở hướng đi mới về chuyện điện ảnh mà. Làm nhiều chuyện quá để làm gì? Lần này không giống. Bây giờ chúng ta cứ theo đà CP để quay những phim chất lượng cao, tập trung khai thác thị trường bên đại lục. Việc làm ăn này có lợi nhuận rất cao. Dạ phải đó bà, tập đoàn Thường Long của chúng ta dựa vào ngành điện ảnh khai thác thị trường của bên đại lục, xong rồi theo đà làm tiếp việc làm ăn khác, đến chừng đó chúng ta có thể mở rộng thị trường ở bên đại lục. Tạm tin trước đi. Bà chủ, mợ hai, mợ ba, cậu hai, cậu ba. Má, con đưa má lên phòng nghỉ ngơi nha má. Má, sáng nay con đã dặn người làm nấu tổ yến cho má ăn đó, lát nữa con đem lên cho má ăn nha. Hôm nay má đi lại trong bệnh viện đã mệt lắm rồi, chỉ để cho má nghỉ ngơi đi có được không? Cả ngày nay má không ăn gì hết, không có được đâu. Thôi được rồi, đừng ồn nữa. Má chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi thôi. Con dìu má lên phòng. Con dìu má nha má. Thằng con nuôi, mày nghe kỹ đi. Tao ở ngoài làm gì không liên quan tới mày. Tao không cần nhờ cái miệng của mày để nói với ba tao. Mày chỉ là con nuôi thôi. Anh không nhắc tôi, xém chút tôi quên mất tôi là con nuôi rồi. Nhưng mà anh biết đó, ba rất là thương tôi. Có lúc tôi thực sự tưởng tôi là con ruột của ổng. Mày giỏi lắm. Tao không tin lúc nào ba tao cũng thương mày. Không có lành chút nào. Lại chuyện gì nữa? Anh đó, côn lanh một chút đi. Bây giờ là thời điểm quan trọng, anh phải kè sát thơm má như là thuốc gián vậy. Cũng may là em thông minh, cứ bám theo má suốt. Nếu không á, để vợ chồng của em trai anh ra vẻ hiếu thảo dình công hết. Ai là em trai anh? Thằng đó chỉ là con nuôi. Nó muốn làm em trai anh suốt đời này, đừng có hòng. Khổ nỗi ba anh lại coi nó như là con ruột vậy. Thằng quỷ này, nó không đi đóng phim thì uổng quá. Trước mặt ba anh nó là bộ hiếu thảo, khiến ba anh chuyện gì cũng tin nó. Nó là con trai của chú ba, cũng mang họ Tưởng. Tính theo tộc phổ, nó cũng ngang tài ngang sức với anh. Hơn nữa, có hai thằng con trai, còn anh, cái trứng cũng không có. Em còn nói, người không đẻ được trứng là em. Sao đây bây giờ đổ thừa cho em hả? Không phải sao? Bao năm nay em có chịu sanh hay không? Mà chắc chắn là em không sanh được sao? Anh không sanh được thì có. Em điên quá, anh mà không sanh được anh. Anh sao hả? Nói tóm lại, người không sanh được là em. Điên. Hôm nay tôi có một tin vui tuyên bố. Qua sự cố gắng của mọi người, chi nhánh ở Thông Thủy Bộ của chúng ta tháng trước mức doanh thu tăng 30%. Hay quá, hay quá. Nhưng mà mọi người không được kiêu ngạo. Còn 2 ngày nữa dãy nhà mới sẽ ngưng bán. Nhớ nắm bắt cơ hội tìm thật nhiều khách, có hiểu không? Dạ hiểu. Có muốn làm giàu không? Dạ muốn. Chung một tấm lòng, đâu cũng làm giàu. Xuất phát. Ủa, sao mọi người về sớm vậy? Đâu có sớm, trễ lắm rồi. Phải đó, hôm nay làm rã rồi cả người, ngồi nghỉ lát nữa. Tôi biết mọi người rất vất vả, nhưng sự vất vả đó sẽ có hồi đáp. Thành tích rất tốt, so với hôm qua có thêm 15 hợp đồng.
Yeah. Cũng may là có mấy môi giới thời vụ giúp một tay á, nếu không á chúng ta không làm nổi. Nhưng mấy môi giới đó siêu vậy, tôi thật sự rất khâm phục đó. Nhưng mà cũng đâu có tài bằng anh Chí, đã nghĩ ra cách mướn người môi giới đó. Trời, đó cũng là công lao của mọi người thôi. Người giỏi nhất là Ân. Sau khi đám cưới, Ân đã giúp anh Chí làm lại cuộc đời. Phải đó Ân, Ân thật sự đã đem vận may đến. Chắc anh Chí thương Ân lắm. Nè đừng nói giỡn, làm luôn việc còn lại rồi đi về. Sao mặt em kỳ vậy? Không được khỏe à? Không phải. À, nếu sau này việc làm ăn mỗi tháng đều giống tháng này thì chúng ta sẽ mau dọn đến nhà lớn mà ở ha. Anh à, em thấy sợ quá. Em sợ gì? Hôm nay em thấy người môi giới đó trực tiếp giao dịch với khách hàng, còn người kia thì chỉ khách cách mua bán nhà. Anh còn tưởng chuyện gì? Anh đã dặn họ rồi, không có người ngoài mới được làm vậy thôi. Là anh kêu họ làm như vậy? Anh có biết để người ta phát hiện sẽ nghiêm trọng lắm không? Yên tâm đi, cẩn thận một chút là được rồi. Bây giờ cạnh tranh dữ dội, không dở chút tiểu xảo sao được chứ. Tháng này làm ăn khấm khá cũng nhờ vậy đó. Nhưng làm vậy không chừng sẽ bị người ta rút giấy phép. Anh à, tối nay em có hẹn anh hai ăn cơm phải không? Khi nào có thể đi, anh muốn mua chút đồ. À, làm ơn tôi muốn coi cái này và cái này. À, được, được, tôi lấy cho anh coi. Nè, tới nhà anh hai ăn cơm thôi mà, đâu phải sinh nhật anh hai đâu. Sao đột nhiên anh lại mua quà đắt quá vậy? Anh hai em cũng là anh hai anh, tặng chút quà cho anh không tốt sao? Nè, tuy tháng này chúng ta kiếm được nhiều tiền, nhưng kiếm nhiều cũng không nên xài hết, mà phải để dành chứ. Chứ dù anh muốn tặng quà cho anh hai cũng đâu cần phải tặng thứ mắc như vậy chứ. Trước giờ anh hai em luôn coi thường anh, anh nghĩ em lấy anh sẽ rất khổ. Anh phải nói cho anh biết, em không có lấy làm người. Trời ơi, đến chơi được rồi, làm gì tốn kém dữ vậy? Phải đó, đại chí, sao em phải tốn kém như vậy? Anh chị đeo thử coi có vừa ý không? Phải đó chị hai, chị mau đeo coi có hợp với ý chị không? Đẹp quá, còn rất tuyệt nữa. Nè anh coi, coi có đẹp không anh? Em coi có đẹp không? Đẹp quá, cảm ơn nha đại chí. Không có gì. Anh hai à, đồng hồ đó anh đeo vừa không? Không vừa có thể đem đi đổi được. Vừa y khuôn luôn. Tụi mình mua cũng không có vừa vậy đâu. Chúng ta là người nhà, vậy anh chị không khách sáo nhận luôn ha. Tất nhiên rồi, người trong nhà mà. Dạ, đời bận lắm hả? Dạ, gần đây có dãy nhà mới, chi nhánh tụi em đạt doanh thu cao, bán được nhiều nhà cho nên mới có được chút ít hoa hồng. Vậy thì tốt quá. Trước đây em chỉ sống độc thân, còn bây giờ thì khác, phải lo cho gia đình nữa. Em nói vậy thì anh chị yên lòng rồi. Em cũng biết trước giờ anh chị rất lo cho tụi em. Đại chí rất thông minh. Trước đây tại sao nghèo chứ? Tại quen cái thằng đới thiếu lương nên xui xẻo tận mạng luôn. Đó dọn ra rồi thì tốt, ngay từ đầu đã dọn ra rồi. Ân à, em rất thích em bé phải không? Bây giờ hoàn cảnh khấm khá rồi, em có định sinh con không? Dĩ nhiên là có rồi. Em thích bé trai bé gái lắm. Gặp lại là chữ hảo, cả tên em cũng nghĩ sẵn rồi. Có nghe thấy không anh? Cái tên em cũng nghĩ sẵn, tại sao lại không biết? Nè đại chí à. Dạ. Còn em thì nghĩ sao? Dạ con cái thì phải có rồi. Em tính sau này mới sanh, bây giờ sự nghiệp mới ổn định, hơn nữa tụi em lại còn rất trẻ cho nên. Nè anh nói đó nha, sau này phải cố gắng làm việc đó. Bây giờ anh đã cố gắng lắm rồi. Em à, khỏi làm nữa, em đã đẹp lắm rồi. Không phải đâu. Sao hả, có mụn hả? Không phải mụn đâu, sanh con đó. Anh à, xin lỗi nha, dạo này em bận quá nên quên uống thuốc ngừa rồi. Vậy làm sao đây? Em sẽ có thai đó. Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý để làm ba, em sợ là anh sẽ không vui. Nói thật là anh cũng không được vui. Này ngồi lên đây. Nè, anh không vui là vì em đã nghĩ như vậy. Kế hoạch thì là kế hoạch, nhưng thật sự có thai không lẽ anh đem bỏ? Đó là con chúng ta mà. Có thật không? Anh đừng nói những lời này để an ủi em nha. Nè, kiểu nói như em là phải bỏ đó. An ủi em. Nè, trước đó chúng ta tính vài năm nữa mới sanh là vì muốn dành dụm thêm chút tiền. Nhưng giả sử bây giờ sanh, chúng ta cũng lo được mà. Thật hả? Em cũng thấy đó. Dạo này doanh thu của công ty rất cao, cả tổng công ty cũng nói chồng của em rất là giỏi. Với ưu thế bây giờ tương lai rất sáng lạng, nuôi thêm vài đứa con cũng được. Anh thật sự đáng ghét lắm. Giờ này mới nói cho em biết làm sao em không lo. Trời ơi, em không nói cho anh biết, anh làm sao biết em sợ chứ.
Nè, đừng lo nữa, nhớ đi bác sĩ kiểm tra kỹ nghe, để ý đến sức khỏe. Em biết rồi mà, em sẽ sanh cho anh một đứa con lanh lợi, được không? Ờ, cắn lưới đi. Cắn lưới. Nè, muốn ăn gì cứ gọi, đừng tiết kiệm giùm tôi nghe. Được rồi, ai mà khách sáo với mày. Chà, có dịp nào được ăn chậu mày đãi chứ thiệt. Chà, nói gì kỳ vậy, tôi cũng muốn ngày nào cũng đãi chứng tỏ tôi làm ăn được. Trước đây hoàn cảnh khó khăn thì không nói, nhưng mà vậy ơn huệ mà hai anh dành cho tôi, bao giờ tôi cũng nhớ. Trời, anh em mà ăn nói gì kỳ vậy? Anh em là anh em, tiền bạc là phải sòng phẳng. Anh Lương trước đây hoàn cảnh khó khăn đã mượn của anh không ít, bây giờ trả hết cho anh luôn. Ê trời, coi nè, nhiều quá trời. Ê, mà cũng thấy ha, mày thật sự nợ không ít ha. Mày thiếu tao nhiều tiền vậy sao? Tao cũng quên, nhưng mà có mượn có trả mới là người thượng lưu ha. Nhưng mà nói thật nha đại chí, mày có dư giả mới trả tao nha. Được rồi anh Lương. Vậy tao không có sao ha. Chà, nhìn mặt anh thấy lo quá, ba bàn tiền anh chắc chắn sẽ trả anh. Tao không có đòi mày trả nghe. Vậy thì bỏ ha. Không có đòi cũng không có nghĩa là bỏ nghe. Tính lãi cho anh luôn nè. Được, nhưng đừng tính theo lãi suất tiết kiệm trong ngân hàng, tao phải lấy lãi suất cao. Nè đại chi, bây giờ kiếm được tiền rồi, đừng nên tiêu xài quá trớn, phải để dành chút đỉnh, biết không? Được rồi anh Lương, nè nói gì thì nói. Bây giờ thị trường địa ốc đang lên, anh có tính đến phụ giúp tôi không? Ê, mấy cái chuyện địa ốc không có hợp với tao đâu. Mày biết tánh cọc cằn của tao rồi, chỉ mít lòng người nhiều, được lòng người ít thôi. Không sao đâu, lanh trí là được rồi, gần đây tôi làm ăn được là biết xoay chuyển. Ê thằng quỷ, mày đừng nghĩ mấy cái trò gian trá nghe mày. Nè tao nói cho mày biết một lần nữa nghe, làm người quan trọng nhất là cái dây, là theo thực lực, chứ đừng có đi lại con đường trước đây đó nghe. Năm 97 kinh tế bị khủng hoảng, mày đó xem chút phá sản còn thiếu nợ rất nhiều, mày nhớ không? Đừng bắt chước như hồi đó nữa nghe mày. Trời, kiểu nói như anh là phải bỏ đó. Sao? Tôi đã rút được kinh nghiệm trong bài học đó, lần này là lật ngược gián cật. Tóm lại mày muốn lật ngược cũng được, nhưng mà đừng có lật nữa chừng là hết hơi. Anh Lương, lần này tôi sẽ nắm bắt cơ hội để giành lại những thứ trước đây. Gì vậy? Sao con không đi? Sao vậy Jackie? Đến giờ lên lớp rồi, đi học không được trễ giờ đâu con biết không? Con không đi học. Đi học có rất nhiều bạn chơi với con nè, có cô giáo dạy cho con rất nhiều thứ. Một lát là tan học, bà ngoại sẽ đến đón con. Con không đi học, không đi học. Nè, con không được nhõng nhẽo nha, con nhõng nhẽo gì sẽ không thương đó. Đừng có ép buộc nữa. Jackie à, con nói cho chú biết đi, tại sao con không chịu đi học? Con sợ các bạn sẽ hỏi chuyện của ba má con. Nè Jackie, chú chỉ cho, nếu như bạn của con mà có hỏi như vậy đó, con nói với bạn con, có chú và dì, chú và dì cũng thương con giống như ba má vậy đó. Như vậy thì mấy bạn sẽ không cười con nữa. Tất nhiên, nếu như con vẫn thấy sợ, chú sẽ cho con ếch đi học với con. Nè, không được đem đồ chơi vô đâu, cô giáo phạt đó. Đương nhiên là anh biết rồi. Jackie, con nhắm mắt lại đi. Chú lên được chưa? Sắp xong rồi. Jackie, con có thể mở mắt ra coi lại gì đây? Là con ít con. Chị cầm lấy đi. Bây giờ biết cười rồi. Nè Jackie, lát nữa con phải bỏ con ếch vào túi áo, lúc đang học không được lấy ra nha. Con nói bên con thì con không sợ nữa. Con biết rồi chú. Đem cái khăn đi học sẽ không bị phạt đâu ha. Cách này bạn cũng nghĩ ra được, em phục anh luôn. Thì tất nhiên rồi. Nè, tới giờ vào lớp rồi, chú và dì sẽ đứng nhìn con đi vào. Hả, đi đi con. Chào cô. Chào anh. Vào lớp đi. Tạm biệt chú, tạm biệt dì. Tạm biệt. Thì ra những người làm cha tận mắt nhìn thấy con mình lần đầu tiên đi học đó, tâm trạng rất là xúc động, rất là hồi hộp và rất là... anh không biết giải thích làm sao. Thực ra em cảm thấy không có công bằng với anh. Anh đã bị mất rất nhiều thứ, chẳng hạn như là lúc Saki ra đời, hoặc là câu nói đầu tiên của Saki. Nhưng mà bỏ đi, chuyện đã qua rồi, đừng có nói nữa. Cho nên bây giờ anh muốn tìm lại những gì bị đánh mất. Anh phải đưa Saki đi học, anh phải dạy cho nó làm bài. Lúc nghỉ học á, anh phải dành nhiều thời gian chơi với nó. Tóm lại nhìn thấy nó cười, anh làm gì cũng xứng đáng hết. Thực ra anh có từng nghĩ là nhìn nhận Jackie không? Đợi hoàn cảnh ổn định đi rồi anh mới tính. Bây giờ Jackie còn nhỏ quá, anh làm sao mà giải thích với nó về vấn đề này đây? Không lẽ lại nói chú là ba của con được hay không? Vậy hả?
Cũng đúng thôi, từ từ đi. Nhưng mà theo quan sát của em rất có lòng tin ở anh. Em cảm thấy anh có thể dàn xếp chuyện này rất tốt. Cảm ơn em có lòng tin với anh. Em nói anh hoài, công việc của em sao rồi? Còn đang bàn, gần đây em phải thu thập tài liệu đó. Thu thập tài liệu gì? Phim mới của em, vai chính là người tạo giống bướm. Cho nên sắp tới em sẽ đến cốc bướm dạo coi có linh cảm gì không. Cốc bướm? Anh rành lắm, hồi nhỏ anh hay đến chỗ đó chơi đó. Thật không? Ừ. Vậy thì tốt quá, em không biết đường đi tới đó. Đâu cần hỏi anh đưa em đến đó cũng còn được nữa. Nè, anh nói đó nha. Phải, anh nói đó. Chà, anh làm gì mà xách nhiều đồ vậy? Bộ anh tính leo núi hả? Thì đương nhiên phải đem rồi, bây giờ là leo núi mà. Trang bị càng nhiều thứ thì sẽ càng an toàn, càng có bảo đảm hơn. Tình anh đi bên đó đó. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Đó, cũng sắp tới rồi, thấy không? Nè, chúng ta leo qua ngọn núi này xong rồi leo xuống núi sẽ nhìn thấy cái thác lớn. Ở dưới đó đó, mình sẽ thấy rất nhiều bướm, ở đó chính là cốc bướm. Hey. Một, một, hai. Hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Một, hai. Tới rồi. Tới rồi hả? Nè, cốc bướm bướm. Chính là chỗ này à? Phải, chính là đây rồi. Trời ơi, chỗ này đẹp quá. Có chỗ như vậy sống suốt đời em cũng chịu nữa. Ừ, đến khi cho em ở chỗ rộng lớn như vậy thì em sẽ thấy buồn lắm. Ý, bướm bướm kìa anh coi. Đó, anh đâu có gạt em. Mới tới cốc bướm thì đã nhìn thấy rồi. Nè, mau lấy mấy chụp hình kỹ thuật số của anh ra chụp lại. Để em có thể từ từ coi. Chà, bắt anh chụp hình, anh phải tính tiền riêng nữa nha. Vậy phải coi chụp có đẹp không? Em không tin tưởng anh nữa hả? Anh nổi tiếng là người chụp hình giỏi, hay bị người ta chụp ở đường cao tốc đó em không biết. Trời, đừng có chọc em cười nữa mà. Anh chọc em cười em sẽ không quay được đâu. Bởi mới nói em không có chuyên nghiệp. Nhìn anh nè, anh lầy cỡ nào ha. Hình chụp ra cũng rất là rõ ràng. Đi, phân công làm việc. Hôm nay là 15 Tây. Hiện tôi đang ở cốc bướm để thu thập tài liệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.